Hà Nội rà soát tất cả dự án công nghệ thông tin liên quan Nhật Cường. Hơn 10 ngày sau khi lực lượng công an, Bộ Công an đồng loạt khám xét 9 cửa hàng bán điện thoại của Nhật Cường Mobi, chiều ngày 21 tháng 5, ông Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có mặt tại buổi giao ban báo chí, do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức trao đổi với báo chí làm rõ những vấn đề liên quan đến hệ thống phần mềm dịch vụ công do Nhật Cường Software xây dựng cho thành phố. Ông Tiên cho biết, ngày 9 tháng 5, qua các phương tiện thông tin đại chúng, TP được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến công ty Nhật Cường tại Hà Nội và nhà của ông chủ Nhật Cường. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi một số cơ quan đăng tải các bài viết, thông tin quan tâm đến công ty Nhật Cường được thực hiện nhiều dự án với thành phố Hà Nội, lo lắng ảnh hưởng đến một số hoạt động của TP, trong đó cũng có một số thông tin chưa chính xác, chưa khách quan, đầy đủ. Điều này dẫn đến bạn đọc, nhân dân hiểu chưa đúng bản chất vấn đề, ảnh hưởng không tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của TP, ông Phạm Quý Tiên nói. Ông Phạm Quý Tiên cho biết, hiện nay hệ thống công nghệ thông tin, dịch vụ của thành phố Hà Nội đang hoạt động bình thường, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Các cơ quan chức năng của TP đang thực hiện rà soát tất cả các dự án liên quan đến công nghệ thông tin của TP do nhiều đơn vị triển khai thực hiện, trong đó có Nhật Cường, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Liên quan đến các thông tin chưa chính xác, ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 154/UBND-KGVX gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin chính xác theo thông tin của Cơ quan Điều tra Bộ Công an, tránh suy diễn để dư luận hiểu sai về các dự án công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội. Hiện vụ án được cơ quan điều tra tiến hành điều tra theo luật định. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra để thông tin chính xác về vụ việc, đưa tin theo cơ quan chức năng có thẩm quyền, ông Tiên nói. Quang Phong, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.